Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Ngụy Hợp đã đến quyền viện Hồi Sơn để bái trịnh sư phụ và sau khi thương lượng thì ông cũng nhận hắn làm đệ tử. Vậy là Ngụy Hợp đã chính thức là học trò của quyền viện, nhưng nhị tỷ Ngụy Oánh ở nhà một mình, hắn lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng hắn lại quay về xem tình hình tỷ của mình, đi đến đầu hẻm thấy bóng dáng của Trần Bưu. Thấy thế, Ngụy Hợp tiến lại gần, Trần Bưu quay đầu lại thì nhìn thấy quần áo luyện công của Trịnh gia, hắn kinh ngạc vô cùng, không dám manh động và vội rời đi. Nhưng Ngụy Hợp không chắc cái này có thể khiến đối phương sợ hãi bao lâu, đại tỷ không có ở đây thì ba người Trần Bưu rất dễ lộng hành. Lúc này, hắn nói, để bảo vệ nhị tỷ, ta vẫn phải là nỗ lực rèn luyện dựa vào chính mình. Sau đó Ngụy Hợp bước vào nhà, thấy Ngụy Oánh ngồi một góc trong lo sợ, nhìn thấy hắn cô ta nói, ta cứ tưởng sẽ không gặp được đệ nữa thấy vậy ngụy hợp khẽ an ủi không sao đâu đệ đã trở về rồi bắt đầu từ ngày mai theo đệ đi quyền viện hồi sơn để làm phụ giúp một số việc lấy tiền công sinh hoạt ngụy oánh liền đáp lại không có tiền ta cũng đi ta không thể tiếp tục ở đây được nữa sau đó hai người họ cùng nhau chuẩn bị hành lý để ngày mai tới quyền viện hồi sơn hôm sau hai người đi gần đến đã nghe thấy tiếng luyện khí lực trong sân ngụy hợp tiến lên gõ cửa thì trình thiểu cửu ra mở cửa và nói hóa ra ngươi chính là tiểu sư đệ ngụy hợp quả thật không tồi ta tên trình thiểu cửu xếp hạng thứ ba ở đây ngươi gọi ta là tam sư huynh được rồi ngụy hợp nghe thế cũng thành khẩn đáp tam sư huynh ta trước tiên đi bái kiến sư phụ sau đó chúng ta lại tán gẫu sau đó hắn đi đến chỗ trịnh sư phụ lão ta liền nói ta nói rõ trước chính các ngươi cũng không muốn tiền công đấy nhé vậy thì từ hôm nay tỷ của ngươi phụ trách quét tước vệ sinh nấu cơm giặt rũ không thành vấn đề chứ ngụy hợp nhanh chóng gật đầu vâng đệ tử rõ sau đó trịnh lão nói tiếp tuy rằng tư chất ngươi không tốt nhưng nhỉ cần ngươi kiên nhẫn ta dạy một năm vẫn có thể luyện thành ta không biết những người khác thấy thế nào ngược lại đây là ta hồi sơn quyền muốn đánh thắng được người khác căn bản nhất phải xem ai khí lực lớn ai tốc độ nhanh ai đánh đến chuẩn ngụy hợp thấy vậy ngưỡng mộ sư phụ cao thủ lâu năm mới có thể có nhiều kinh nghiệm như vậy tại hạ thật khâm phục rồi sư phụ hắn bảo luyện công kích bằng tay trước khi luyện được khí lực mạnh thì nắm đấm cũng rất lợi hại sau đó trịnh lão liền giao ngụy hợp cho triệu hoành phụ trách triệu hoành lúc này liền chỉ bảo tiểu sư đệ ta tên triệu hoành trước tiên dạy ngươi làm sao luyện khí lực luyện cái này cần phải ăn thịt trước tiên ngươi nên có biện pháp đem thức ăn bù đắp tiếp theo hắn cho ngụy hợp luyện kỹ xảo nâng tảng đá triệu hoành giải thích cái này luyện lực sau đó là luyện chiêu mài ra sau đó là bộ pháp cuối cùng mới là thực chiến đánh khi nào hai tay ngươi đấm gãy cọc gỗ mà không đau thì mới sang bước kế tiếp Ngụy Hợp nghe xong có chút ngạc nhiên và hỏi, Đại sư Huynh, cái khí huyết nặng nề dày cộm có tiêu chí phân chia không? Ta làm sao mới có thể phán đoán ra trình độ khí huyết của mình? Triệu Hoành tiếp tục giải thích, hồi sơn quyền chia tầng thứ thành da châu, da đá, da sắt. Cú đấm của ngươi chỉ cần đạt đến da châu là khí huyết đủ mạnh rồi. Đến đây là hết tập 3 thập phương võ thánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.